Xin chào các bạn quay trở lại Mobile City. Giọng của mình hiện tại nó cũng chưa được khỏe cho lắm, nên là trong quá trình nghe mà có khó nghe quá, mong các bạn thông cảm nha. Các bạn biết không, đúng là về các hãng máy Trung Quốc, Vivo mới cho ra mắt sản phẩm cực cao cấp là Vivo X90 Pro và Vivo X90 Pro Plus với những trang bị khủng khiếp, chip khủng, camera khủng đúng không? Và ngày hôm nay, tối hôm qua thôi, với Honor đã cho ra mắt bộ 3 sản phẩm mới của mình là sản phẩm cận cao cấp và cao cấp, bao gồm bộ 3 Honor 80 SE, Honor 80 và Honor 80 Pro và một sản phẩm máy gập của hãng là Honor Magic VS. Vậy thì trong 4 chiếc máy này nó có gì đặc biệt thì cùng mình tìm hiểu kỹ trong video này. Đầu tiên là Honor 80 SE. Thì với Honor 80 SE chúng ta sẽ trang bị một cái tấm nền là OLED có một tỷ màu và chắc chắn rồi phải trang bị tần số quét là 120Hz. Và cái độ phân giải nó rơi vào khoảng 1080x2400, tức là Full HD cộng đấy. Theo như mình quan sát thì Honor 80 SE chỉ có khung bằng nhựa thôi các bạn. Và cái bàn lưng mình chưa chắc là nó làm bằng kính cơ. Đấy là về thiết kế. À, về cái màu sắc trên Honor 80 SE sẽ có 4 cái phiên bản màu sắc, bao gồm màu đen này, màu xanh dương, một cái màu nó gần giống như màu hồng và một cái màu được khắc họa tiết vô cùng đẹp luôn. Cả 4 máy này đều có cái màu sắc tương tự, chỉ là về cái phần họa tiết rồi cái thiết kế nó khác nhau thôi. Tiếp theo, về con chip được trang bị trên Honor 80 SE là Dimensity 900 với GPU là Mali G68MC4 và cái bộ nhớ trong tối thiểu trên Honor 80 SE nó đã rơi vào khoảng 256GB bộ nhớ trong rồi và có 8GB RAM. Tiếp theo, với cam chính trên Honor 80 SE nó chỉ là 64MP thôi, cam ultra wide 5 chấm và cam macro là 2 chấm, cam selfie là 32 chấm. Tuy nhiên cái dung lượng pin trên con này mình thấy nó hơi hẻo nha, nó chỉ rơi vào khoảng 4600 thôi. Công suất sạc là 66W và cái thiết kế trên con Honor 80 SE này này thì mình thấy nó cũng đơn giản, được cái viền nó cũng mỏng. Đấy, viền trái phải rất là mỏng luôn. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang một chiếc máy thứ hai là Honor 80 với thiết kế camera nó khá là độc. Nó theo kiểu dạng số 8 đấy. Với Honor 80 trang bị con chip nâng cấp của Snap 778G là Snap 782G. Snap 778G các bạn cũng biết, về trải nghiệm hiệu năng chơi game rất là ngon. Kích thước màn hình giống với lại Honor 80 SE là 6,67 inch, chắc chắn rồi vẫn giữ cái tần số quét là 120Hz, có tấm nền là OLED 1 tỷ màu và độ sáng có thể pick lên khoảng 1000 nit. Và cái điểm đặc biệt trên Honor 80 là về cam chính có độ phân giải lên đến 160MP, cải tiến Image Engine với khả năng tối ưu hóa khung cảnh. Đại loại các bạn có thể hiểu là về phần AI, ảnh RAW rồi là quay view nó sẽ được nâng cấp hơn rất là nhiều. Máy cũng sẽ có cam selfie với độ phân giải 32MP và cái dung lượng pin trên Honor 80 nó chỉ là 4800 thôi, nhỉnh hơn con Honor 80 SE là 4600 ấy, khoảng 200. Và công suất sạc đi kèm là 66W giống với lại Honor 80 SE. Chúng ta cùng chuyển sang một cái mẫu flagship đến từ nhà Honor là Honor 80 Pro với một con chip nói cũ thì cũng không phải là cũ, mới cũng không phải là mới, không phải là Dimensity 9200, không phải là Snapdragon 8 Gen 2 mà là Snapdragon 8 Plus Gen 1. Con chip này nó mát như thế nào thì các bạn cũng biết rồi, và cái trải nghiệm hiệu năng ở trên con chip này rất nhiều máy đã kiểm chứng cực kỳ ngon. Về màn hình trên Honor 80 Pro có được nâng cấp hơn một chút so với Honor 80 SE và Honor 80 về độ phân giải nha, nó rơi vào khoảng 1,5K, chắc chắn nó sẽ có tần số quét là 120Hz, tấm nền là OLED. Và các bạn có thể thấy là về cái thiết kế trên Honor 80 Pro ấy, nó có vẻ tinh tế hơn so với Honor 80 và Honor 80 SE. Ở cam sau đi, số 8 nhìn nó đẹp hơn đúng không? Về mặt trước các bạn sẽ có cụm cam nó giống Dynamic Island không, với cái cam selfie có độ phân giải là 50MP, cam xóa phông là 2 chấm. Dung lượng pin trên Honor 80 Pro là 4800mAh, công suất sạc nó cũng chỉ là 66W thôi chứ không lên được 120W. Đây là một cái điểm mình thấy khá là đáng tiếc, bởi vì một flagship hơn chục triệu nha, lát nữa mình sẽ thông báo cho bạn về cái mức giá, nó mười mấy triệu mà chỉ có 66W thì khá là đáng tiếc. Chắc chắn rồi, con này thì sẽ có loa kép. Chiếc máy tiếp theo là một chiếc máy gập đến từ nhà Honor là Honor Magic VS. Với Honor Magic VS chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó không có gì khác biệt quá nhiều. Ví dụ như kích thước màn hình khi các bạn mở ra nó rơi vào khoảng 7,9 inch, nhưng điều đáng tiếc này nó chỉ có tần số quét là 90Hz thôi. Đáng kinh chưa? Một chiếc máy cao cấp nha, mức giá không phải rẻ đâu mà có tần số quét chỉ là 90Hz và độ sáng nó rơi vào khoảng 800 nit. Khi bạn gấp vào thì kích thước màn hình nó rơi vào khoảng 6,45 inch nhưng lại có 120Hz và tấm nền trang bị trên cả hai cái màn hình này nó đều là OLED thôi. Con chip trang bị trên Honor Magic VS là Snapdragon 8 Plus Gen 1, cam ultra wide 50 chấm và cam tele là 8 chấm, cam selfie nó rơi vào khoảng 16 chấm và chắc chắn có chống rung qua OIS. Cái dung lượng pin trên Honor Magic VS này nó rơi vào khoảng 5000,
Cả bốn máy đều có công suất sạc là 66W và có cảm biến tay ở trong màn hình. Nếu mà mình không nhầm nha, thì con Honor 80 SE và Honor 80 thường ấy thì chỉ có một loa thôi, nếu mình không nhầm. Đây là một cái điểm cực kỳ đáng tiếc ở trên một chiếc máy cận cao cấp gần 10 triệu. Còn với Honor 80 Pro thì mình thấy điểm đáng tiếc nhất này là về dung lượng pin, công suất sạc không được 120W. Cả ba máy Honor 80 SE, Honor 80 và Honor 80 Pro không có dòng dung quang học OIS. Thì với cái mức giá khoảng 10 triệu, hơn 10 triệu như thế này, có thể cạnh tranh với các hãng khác hay là không? Với Honor Magic VS mình đáng tiếc này, về viết hẳn trên cái màn hình nó vẫn rõ, cực kỳ rõ luôn. Và cái công suất sạc nó cũng không được lên 120, trong khi cái mức giá nó không hề rẻ. Thế thì cái mức giá cho 3-4 cái sản phẩm này là như thế nào? Với Honor 80 SE, cái mức giá cho cái phiên bản thấp nhất là 8256, là 2.399 nhân dân tệ, khoảng 8,3 triệu đồng. Với Honor 80 cũng phiên bản 8GB và 256GB bên trong là 2.699 nhân dân tệ, khoảng 9,4 triệu đồng. Và cái phiên bản cao cấp nhất Honor 80 Pro là 3.499 nhân dân tệ. Đây là phiên bản 8256 nha. Thì các bạn nghĩ đi, với cái mức giá như thế này thì có thể cạnh tranh được với các hãng khác hay là không? Còn với Honor Magic VS cho cái phiên bản thấp nhất là 7.499 nhân dân tệ, khoảng 26 triệu đồng. Wow, một cái mức giá không hề rẻ đúng không? Thì các bạn nghĩ đi, với 4 sản phẩm của Honor, Honor 80 SE, 80, 80 Pro và Honor Magic VS, với cái mức giá như thế này thì rất khó nha. Cảm nhận của các bạn thế nào về 4 sản phẩm của Honor? Đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Sớm thôi, nếu mà có máy trên tay mình sẽ trải nghiệm và đánh giá cho các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.